gửi lời chào tới các bác anh em nhé. Đây là một cái dòng cảm 18cm. Một cái dòng cảm nhà em vừa mới về thì một đơn hàng này đang sắp cho khách là 300 chiếc. Tiện một cái video ngắn để gửi tới các bác mà đang cần những cái dòng cảm kiềng đi rừng. Thì với cái cảm kiềng 18cm thì đây là một cái dòng cảm dày và đẹp nhất, dành cho các bác đánh con thú từ 10kg đổ lại. Mỗi một chục cảm thì sẽ đi theo một chục lẫy như thế này. Hôm nay khách đặt lẫy không để về khách tự làm bàn nhé. Còn khi các bác mua mà cần cái bàn đĩa thì em sẽ làm bàn đĩa luôn cho các bác như thế này. Đấy, đây là cái bàn cạm 18. Thì với cái dòng cạm này thì bên cơ sở em sẽ có từ 9cm cho tới 33cm. Bên em là bên em Thảo săn bẫy giá rẻ nhá. Đầu số điện thoại thì em đã để ở kia. Các bác mà đang quan tâm tới cái dòng cạm kiềng, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại này của nhà em nhé. Với tổng tất cả những cái dòng cạm kiềng thì bên cơ sở em Thảo đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đây là mẫu cạm 12cm này, đây là mẫu cạm 14cm này, 16 này. Đây sẽ quay thật gần 16 cho các bác xem. 16 thì nhà em Thảo lúc nào cũng sẽ dày đẹp như này để gửi tới tay các bác nhà mình nhé, trong cái vụ săn bẫy. Đấy, đây là 16 này, đây là 14 này. 14 thì không thể chê vào đâu được, 14 quá dày và chuẩn đẹp luôn. Đấy. Thì với cái dòng cạm kiềng này thì tùy theo các bác mua số lượng cứ từ 5 chiếc trở lên thì em sẽ gửi đến tận tay các bác nhé. Các bác yêu cầu làm bàn thì em sẽ làm bàn đầy đủ về, các bác chỉ việc đi đánh thôi. Với cái dòng cạm kiềng này các bác cứ mua nhiều thì sẽ miễn phí ship, không mất tiền phí vận chuyển. Còn đây là dòng cạm 22 của cái mẫu thép xoắn nhá. Một cái đơn hàng này thì bác đã mua tổng cả từ cỡ 9cm cho tới mẫu 33cm. 22 xoắn này, riêng dòng 22, 27 và 33 sẽ là thép xoắn. Dòng đánh những con thú lớn từ 10, 20, 30kg nhé. Thì các bác sẽ dùng cỡ thép xoắn. Còn nếu như các bác mà cần mẫu bẫy chuột đồng thì đây là bao cạm bẫy chuột đồng. Với cái dụng cụ đi bẫy này thì nhà em Thảo sẽ có dụng cụ đi rừng và dụng cụ đánh cá dưới nước nhé. Rất nhiều những cái dụng cụ hay thì mỗi một ngày em sẽ đăng tải lên cái video ngắn để các bác nhà mình lựa chọn. Đấy, các bác mà đang quan tâm tới những cái dụng cụ đi bẫy về tổng thể tất cả các loại, khi xem được video ngắn này đừng quên ấn like nhé, chuông và đăng ký kênh. Đấy là một cái thông điệp gần nhất để khi em đăng tải một cái dụng cụ hay, các bác sẽ nhận ngay được cái thông báo của nhà em qua những cái video ngắn như này. Sẽ đầy đủ kích cỡ từ 9cm cho tới 33cm. 9cm là dành cho các bác đi đánh chuột. Còn từ 12cm là các bác đã đi đánh con thú từ 3kg đổ lại. 14cm thì sẽ đánh được con thú từ 6kg đổ lại. 16, 18, 22 thì sẽ đánh những con thú lớn các bác nhé. Đấy, còn kia là kẹp cò kìa. Thì một cái video thì em chỉ đăng tải về những một thứ hoặc là hai thứ để các bác xem cho cụ thể thôi. Còn các bác muốn xem nhiều hơn thì hãy đăng ký kênh để tiếp tục xem những cái video em đăng tải về nhiều dụng cụ rất chi là hay của bên cơ sở em Thảo săn bẫy giá rẻ nhé. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Hãy liên hệ ngay trực tiếp tới hai đầu số điện thoại để đặt hàng. Giá sẽ là giá tận xưởng rẻ nhất. Mua nhiều thì sẽ được miễn phí ship 100% các bác ạ. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.